Xin chào các bạn. Mới đây chúng tôi đã đề cập tới nhiều vấn đề trong nước của Trung Quốc, về lãnh thổ, về khí hậu, người dân và cả việc mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Hôm nay chúng tôi muốn đề cập tới chính sách ngoại giao của Trung Quốc. Có nhiều người lý giải rằng nó liên quan tới đặc trưng nền văn hóa lâu đời của Trung Quốc, nhưng đôi khi nó rất thực dụng. Kể từ thập niên 80, kinh tế của Trung Quốc phát triển mạnh, chủ yếu là nhờ vào việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Khi nhìn trên bản đồ, chúng ta sẽ thấy rõ đồng vốn ấy đổ vào đâu, nhiều nhất là khu vực ven biển và các thành phố lớn, với muôn vàn các đặc khu, khu tự do mậu dịch, miễn giảm thuế cho nhà đầu tư nước ngoài. Đương nhiên, tất cả những việc đó đã mang lại hiệu quả tích cực. Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, và Trung Quốc ngày càng tham gia tích cực vào quá trình toàn cầu hóa. Trung Quốc đã trở thành một đối tác kinh tế quan trọng trên thế giới với mức tăng trưởng đáng kinh ngạc lên tới liên tục 6% mỗi năm. Nhưng ngoài ra, nó cũng có nhiều tác động tiêu cực. Bản đồ thứ hai này là khoảng cách giàu nghèo giữa các khu ven biển và phần còn lại của đất nước. Các khu vực được phân chia theo sự giàu có, theo thu nhập bình quân đầu người mỗi năm. Khu ven biển là cao nhất. Các tỉnh miền Trung là thấp và nghèo nhất là phía Tây của đất nước, đặc biệt ở Tây Tạng, Chennai và Cam Túc. Khoảng cách giàu nghèo này gây ra ba nguy cơ, đe dọa rạn nứt nền kinh tế và xã hội trong nước, đe dọa sự tồn vong của đảng cầm quyền, khi mà sự ổn định về chính trị xã hội là then chốt giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục nắm quyền. Ngoài ra, nó cũng khiến cho Trung Quốc phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu và việc bảo đảm an ninh năng lượng từ bên ngoài. Nguồn năng lượng của Trung Quốc cho tới nay chủ yếu vẫn là than đá, chiếm tới 70% cả nước. Trung Quốc là nước khai thác than đá lớn nhất thế giới và lượng khí thải CO2 đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ. Và bây giờ chúng ta đề cập tới những vùng có dầu mỏ. Với tốc độ phát triển như hiện nay, lượng dầu mỏ trong nước không còn đủ đáp ứng nhu cầu. Nhưng ít có người biết rằng, vào năm 2010, Trung Quốc đã tiêu thụ 20% tổng sản lượng dầu mỏ thế giới. Hơn nữa, nhu cầu ngày càng tăng đã khiến Trung Quốc buộc phải tìm một chính sách ngoại giao thích hợp, và Trung Quốc chuẩn bị cho việc đó ra sao? Trước tiên, Trung Quốc để mắt tới biển Nam Trung Hoa, biển Đông, nơi mà người ta dự đoán có trữ lượng dầu mỏ lớn nằm dưới đáy biển. Và lợi thế là nằm không xa các tỉnh phía Nam của Trung Quốc, nơi cũng đang thèm khát năng lượng. Tuy nhiên, họ có những bất lợi khi ở trong khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Đó là Nhật Bản với Xanh Ca Cự, Việt Nam và Hoàng Sa, Indonesia và các hòn đảo tự nhiên, cùng với 6 nước khác tranh chấp khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bắc Kinh năm 1993 đã đơn phương thay đổi ranh giới trên biển Nam Trung Hoa, biển Đông, và ranh giới đó chẳng theo bất cứ điều ước nào của Công ước Biển Liên Hợp Quốc. Trước đây, chúng tôi đã có một chương trình riêng đề cập tới đề tài này. Hiện nay, theo quan sát bên ngoài, thì người ta thấy Trung Quốc có vẻ như chấp thuận giải quyết thông qua đàm phán đa phương để đổi lấy mở rộng quyền lực của mình trong khu vực. Như vậy, mâu thuẫn giữa việc thèm khát năng lượng và quan hệ láng giềng tốt với các nước trong khu vực dường như đang được giải quyết theo con đường ngoại giao. Bây giờ chúng ta chuyển sang Tân Cương. Ở phía Tây, đó là nước Đông Turkestan cũ, bị đế quốc Trung Quốc chiếm vào năm 1884. Người Duy Ngô Nhĩ sống ở đó, theo Hồi giáo Yunnit, và làn sóng di cư khổng lồ của người Hán Trung Quốc đã dẫn tới nhiều cuộc nổi dậy với phong trào đòi độc lập của người bản xứ ở đây. Nhưng điều này có liên quan gì tới chủ đề của chúng ta? Nếu chúng ta xem qua dự đoán phát triển đến năm 2006 trong kế hoạch 5 năm lần thứ 10, thì rõ ràng thấy rằng Trung Quốc đang muốn thúc đẩy nền kinh tế ở khu vực phía Tây có ít nhất vì hai lý do. Thứ nhất, ở đó có lượng dự trữ dầu mỏ rất lớn, cụ thể là trong lưu vực hồ Tarim và Karamay.
Vào năm 2001, họ đã tiến hành để khai thác và xây dựng một đường dẫn dầu từ hồ Tarim tới Thượng Hải. Đây là một dự án lớn tương đương với đập Tam Hiệp nằm trong kế hoạch an ninh năng lượng của Trung Quốc. Thứ hai, nó nhằm mục đích kinh tế cũng như chính trị, đẩy mạnh việc giúp người Hán di dân tới đó, hỗ trợ kinh tế phát triển và giúp Bắc Kinh có thể kiểm soát mạnh hơn nữa. Ngoài ra, một số tổ chức trong phong trào đòi độc lập ở đây đã bị Bắc Kinh cáo buộc có liên quan tới Al-Qaeda và thậm chí ngay cả Liên Hợp Quốc cũng đã đồng ý đưa vào danh sách tổ chức các khủng bố vào năm 2003. Tất cả những việc làm của họ đều được tính toán kỹ càng và sự kiện 11 tháng 9 đã trở thành một cơ hội giúp Trung Quốc giải quyết rất nhiều vấn đề nội bộ. Chính vì thế, chúng ta sẽ đề cập tới với vấn đề an ninh, một khía cạnh khác liên quan tới ngoại giao của Trung Quốc. Trung Quốc trước tiên muốn lấy lại những khu vực một thời mà họ cho rằng thuộc về họ từ thời phong kiến, sau khi chiếm đóng Tibet, rồi lấy lại Hồng Kông năm 1997, Macau năm 99. Và mục tiêu tới đây của thế kỷ 21 là Đài Loan. Nhưng vì liên quan tới đầu tư ở tỉnh Phú Đông, cũng như một số nơi khác, nên hình như họ có vẻ không vội vã lắm, và lại vì Đài Loan đang phụ thuộc rất nhiều vào kinh tế Trung Quốc. Cũng chính vì thế, chính quyền Đài Bắc khuyến khích sự gần gũi về kinh tế với nội địa, nhưng chính trị thì họ vẫn không muốn lệ thuộc vào Trung Quốc mà giữ độc lập dưới sự bảo trợ của Mỹ. Nhưng ngay việc đó đã dẫn tới phản ứng mạnh trong người dân Đài Loan. Đài Loan sẽ không thay đổi chủ thể chừng nào Trung Quốc không có những biện pháp mở rộng dân chủ. Và người Đài Loan thừa biết, trước năm 2008 chẳng có sự thay đổi nào vì đó là lúc Olympic ở Bắc Kinh. Tiếp tục nhìn sang Bắc Triều Tiên, nơi chúng ta sẽ đề cập trong chương trình tới đây, thì thấy chính sách ngoại giao thực dụng của Trung Quốc. Một mặt, Trung Quốc tìm cách kiềm chế chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng vì sợ nó sẽ thay đổi trật tự có tính chiến lược trong khu vực này. Nó có thể gây phản ứng dây chuyền cho việc chạy đua vũ trang hạt nhân ở Nam Triều Tiên, rồi tiếp sau đó là những khu vực của Nhật và Đài Loan cũng được trang bị vũ khí hạt nhân và khiến cho người Mỹ tăng thêm sự hiện diện ở Tây Thái Bình Dương, điều mà Trung Quốc vốn dĩ đang tìm cách ngăn cản bằng mọi giá. Muốn làm được điều đó thì họ phải đóng vai một đối tác ngoại giao quan trọng một cách bất đắc dĩ. Chúng ta vừa đề cập tới một số động cơ để hình thành chính sách ngoại giao của Trung Quốc như hiện nay: đông dân cư, khát năng lượng, đòi hỏi chủ quyền ở các vùng đất, mộng bá chủ làm khu vực, và quan trọng nhất, làm sao có thể phát triển kinh tế để tồn tại nắm quyền với lãnh đạo Trung Quốc. Đây là thời điểm khó khăn nhất. Các công ty nhà nước đang thua lỗ nặng và sa thải hàng triệu người. Điều đó dẫn tới thất nghiệp tăng. Các vùng nông thôn lại càng thêm nghèo đói. Các bệnh dịch như lao phổi và AIDS cũng đang đe dọa Trung Quốc. Dân số thì già đi nhanh chóng do chính sách một con, và nó ảnh hưởng nặng tới quỹ tiền hưu. Ngoài ra, thiếu hệ thống dân chủ, nhân quyền không được tôn trọng ở nhiều nơi. Để có thể tồn tại và tiếp tục lãnh đạo, giới cầm quyền Trung Quốc phải tìm ra một con đường, cụ thể là xây dựng, trở thành một mô hình nước lớn, trong đó gia nhập WTO, ổn định giá đồng nhân dân tệ, tham gia đàm phán về tương lai Triều Tiên, ủng hộ chính sách chống khủng bố của Mỹ. Verhandlungen über die Zukunft Koreas und die scheinbar pro-amerikanische Haltung im Kampf gegen den Terrorismus. Trong chương trình tới đây, chúng ta sẽ đề cập tới quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ, Nga, Ấn Độ, EU. Nhưng trước tiên chúng ta có thể thấy, họ đang cố đề cao vai trò của mình trên trường quốc tế, và đó chính là nguyên nhân bằng mọi giá họ sẽ tổ chức thành công Olympic 2008.